Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, hôm nay là buổi sáng đầu tiên của Ngọc tại Việt Nam. Tối hôm qua thì nói chung mình về tới nhà 12 giờ lần quần edit video clip liền cho mọi người cùng xem luôn. Là tới 3 giờ rưỡi sáng mới ngủ. Nhưng mà tối hôm qua cũng không có ngủ, cũng ok thôi chứ không có ngon. Sáng nay 6 mấy 7 giờ dậy rồi. Thì do là cái chuyến bay là mình được đi cái chuyến bay ngồi đã quá đó. Cái là ngủ phè ở trên đó luôn. Nên là về đây là nó bị mất giấc nên bây giờ nó cũng hơi mệt mệt. Nhưng mà hôm nay là có mẹ Sáu với lại có Mười lên chơi để thăm Ngọc nè. Với lại đây nè, đó. Đây là bầu Thi bầu Vi nè. Đó, bầu Thi bầu Vi chặn bà cô chú đi. Đây là bầu Thi bầu Vi là cháu của Ngọc, con của chị Linh ở bên bên Đức về. Rồi đây là bé nè. Chặn bà cô chú đi. Đó, còn đây là có dì Mười, rồi có mẹ Sáu của Ngọc nữa nè. Đó, hai mẹ con mới vừa ôm nhau, nói chung là cũng chảy nước mắt đây, cũng buồn quá. Chuyến này về mà nếu mà lên như vậy là có bà Sáu con Ngọc lên nữa mà hả. Cái lúc mà Ngọc đi tự nhiên gặp mẹ Sáu cái là xúc động. Cái lúc mà Ngọc đi về lại mẹ Sáu là lúc đó là con đã biết là chừng nào con về lại đây rồi. Tại vì con mua vé rồi, gia đình mình cũng biết là ngày mấy con về, thì mình đếm đúng là một bản 70 ngày nữa là con về tới ha. Rồi cái trước khi đi là con nhớ là con ôm ba Sáu nói ráng đợi con về nghe. Mà cái vậy mà công nhận ba Sáu mình mất nhanh quá. Nói chung là trong nhà tới giờ cũng chưa có ai nghĩ là cái điều đó là sự thật nữa. Nên là chuyến này về cũng hơi buồn một chút. Để con về con lo công việc vài ngày, xong rồi cái thời gian con có rồi đó là con sẽ tranh thủ về để con chúc nhang cho ba Sáu. Là cả nhà mình là mẹ của Ngọc. Mình cũng cảm ơn cả nhà, coi như trong thời gian ông xã mình mất thì mình cũng cảm ơn đại gia đình ở bên Ngọc Quỳnh. Thì tất cả ông bà cô chú thì ai cũng chia buồn với gia đình mình, thì mình cũng thấy ở bên của clip của Ngọc Quỳnh. Thì hôm nay sẵn dịp mình lên thăm con mình thì mình cũng cảm ơn hết cả nhà. Ai cũng thương yêu và cũng có chia buồn cùng gia đình mình nha cả nhà. Mình cảm ơn nhiều nha. Nói chung từ khi bà Sáu mất thì nói chung là mình cũng gọi điện thoại về cho mẹ Sáu cách ngày gọi lần hả mẹ Sáu hả? Nhưng mà gọi về thì thấy cũng vui, thấy mấy dì rồi mấy cậu rồi kia cứ thay phiên nhau, mấy đứa em để vô chơi với mẹ Sáu, đi vô nói chuyện với mẹ Sáu rồi để mà có bữa gọi về thì có cậu Tám. Thế là thôi coi mở Tám, mẹ Sáu chơi cậu Tám đi, tưởng đang ngọn mình thì còn nói chuyện với con với mẹ cho vui. Rồi cái có ngày gọi vô đang nói chuyện mẹ Sáu thì thấy Mười chạy vô. Nên là thấy gì cũng mừng. Nên thôi bây giờ mọi chuyện nó đã như vậy rồi thì thôi chỉ có cố gắng là từ từ thời gian nó mới vơi đi được mẹ Sáu rồi. Chứ còn cái này là nó không có vơi, có ấy được, chỉ có thời gian thôi. Coi như là thời gian mà ông xã mình bệnh đó cả nhà, coi như Ngọc nó điện về là thường coi như mỗi ngày mỗi điện, sáng thì sáng, chiều thì điện chiều thì cũng thăm sức khỏe ba nó như thế nào. Nhưng mà tới từ khi hồi ba nó mất tới giờ thì nó cũng vẫn, nó sợ mình cũng buồn, nó cũng gọi về thường xuyên để nói chuyện với mẹ chứ để mẹ buồn. Coi như cũng dặn dò rồi cũng nói này nói kia với mình này kia nọ, thấy cũng con mình nó cũng thương mình lắm cả nhà ơi. Rồi nhất là hôm bệnh thì nó cứ gọi về suốt luôn á cả nhà. Nhưng mà nó nói con cũng rất tiếc là ba không có chờ con về, nhưng mà tại cái số phận tới đó thì tới đó à cả nhà. Thôi giờ là còn mẹ Sáu nè, cố gắng là sao giữ gìn sức khỏe, cũng đừng có đau buồn quá. Rồi tại vì mẹ Sáu cũng phải làm chỗ dựa để cho mấy anh chị nữa nha. Cố gắng lên. Rồi thôi giờ cho chuyện buồn qua đi ha. Chuyện buồn qua đi, giờ nói chuyện vui ha. Chào cả nhà, cảm ơn cả nhà nhiều đã thương yêu gia đình mình nha cả nhà. Đó, giờ đây có Tân này đang ngủ. Tân vừa bữa nay chở cả nhà lên đó hả? Dạ. Ủa rồi bữa nay có đem cái áo lên cho chị Ngọc không? Có. Đâu cái áo nào đâu, trời ơi con chay nó ham mấy cái áo đó mà tao nó ham cái gì mà nó ham. Đây Ngọc tự khui cho. Nó ham mấy cái áo. Không. Bây giờ là in cho nó cái con hơi gù gù. Để chị Ngọc về cái chị Ngọc đưa mấy tấm hình nào đẹp cái đăng. Trời đất ơi coi nè. À cái này thằng Tân là em họ của Ngọc á, là nó đăng mấy cái nó in hình mấy cái áo rồi nè, cái Ngọc về đem lên đợt trước về đem cho ông Chay á thì Chay rất là thích, nên là nói là cậu Tân cậu mở ra ấp cho con thêm mấy cái nữa này gì đây. Ui trời ơi coi được thiên thần đó. Thiên thần xinh đẹp dữ không.
rồi vậy mai mốt là chị Ngọc đưa mẫu rồi cứ tiếp tục in đó. Mọi người mà muốn in áo rồi in gói in này cho kia cho con mình đi học rồi này kia đó, liên hệ với lại Tân, là Tân có in hết á, giá rất là phải chăng luôn. Rồi nay mẹ con hồi sáng này mẹ con có gọi cho Ngọc Ba nói là tại vì Ngọc Ba sẽ chơi về vài ngày tới cũng là công chuyện cũng nhiều nên là đợi mà xong xong công chuyện rồi cái mẹ Ngọc Ba gặp mẹ con ha. Dạ. Rồi mẹ Sáu với lại Mười đi chơi chơi chừng nào về? Chiều về hả? Không ở lại đi mà. Không, chiều nay về nặng đưa cho Giang Quỳnh đi học rồi bơi thuốc xuống ở luôn. Ủa Giang Quỳnh đâu? Giang Quỳnh nó đi học con, nó đâu có đi được đi. Nó đi học. À. Ừ. Rồi. Còn chị Linh thì chỉ mắc tiệt. Hồi nãy nãy trời sáng này chỉ gọi con sớm rồi. Anh Châu. Hello. Châu này con của cô Hai Ngọc nè. Hello nha. Chính xác giờ bận dữ không hả? Quá trời bận rộn luôn đây. Mọi người ơi, Ngọc có một cái này để Ngọc muốn cho tất cả mọi người cùng xem. Thân. Cái này là chỉ là một cái phần của nó thôi, còn nguyên mấy cái bao ở trong kia nữa kìa. Thì đây á là cái chương trình của Ngọc cho cái Tết năm nay. À, đây là một cái hộp, là hộp mà mình mua rồi mình có thể tặng quà biếu cho người thân của mình nữa. Đây là cái hộp là được thiết kế từ cái bên cửa hàng của Ngọc ha. Mọi người xem nè, Tùng quay gần gần cho ông bà cô chú coi. Có số điện thoại, có tên. Chúc mừng năm mới 2022 ha. Rồi ở bên đây nè, ở đây là có logo, ở đằng sau này cũng vậy. Cái hộp thiết kế rất là đẹp, hôm nay là lần đầu tiên Ngọc về Ngọc mới thấy được. Thì trong cái hộp này đó là sẽ có hai hộp nhị hoa nghệ tây trong này. Và một cái hộp mứt dừa mà còn được làm bằng nhị hoa nghệ tây nữa. Thì cái hộp mứt dừa này Ngọc sẽ tặng kèm nếu như mà mọi người mua hai hộp nhị hoa nghệ tây. Chính ơi, cái hộp nào mà mình đã xong sẵn rồi cho con mượn cái hộp đó coi Chính. Cái hộp nào mà mình xong rồi đó. À đây nè. Rồi bây giờ mở ra cho mọi người xem luôn nè. Đây, hai hộp nhị hoa nghệ tây đây ha. Rồi đây là cái hộp mứt dừa nè. Hộp mứt dừa được chiết xuất từ nhị hoa nghệ tây luôn. Bên Ngọc lấy từ chính nhị hoa nghệ tây của mình ra để sản xuất mứt dừa. Thì năm nay bắt đầu từ ngày hôm nay khi mà mọi người xem cái video clip này đó, thì nhị hoa nghệ tây của Ngọc vẫn được giảm giá cho tới hết nguyên tới ngày 14 tháng 1 luôn. Rồi sẽ kèm theo một cái chương trình rút thăm trúng thưởng cũng y chang như là tháng rồi luôn. Nhưng mà lần này thì cái giải thưởng của nó sẽ tăng lên gấp đôi. Thì giải nhất sẽ là 20 triệu đồng, giải nhì là 10 triệu đồng, giải ba là 5 triệu đồng, kèm 10 giải khuyến khích, chỉ mỗi giải trị giá 500.000 đồng. Cái cơ cấu giải thưởng của mình cũng như vậy. Mua 2 hộp nhị hoa nghệ tây thì nhị hoa nghệ tây thì đang được giảm giá nè. Mua 2 hộp thì được tặng kèm một cái hộp mứt dừa. Rồi tặng cho mình một cái phiếu rút thăm trúng thưởng kèm theo đó nữa. Đây đây đây, chờ Ngọc một chút để Ngọc mở cho mọi người đây. Kèm theo tặng cho mình một cái ba lô túi rút luôn nha mọi người nha. Có hình của Hoya Family, một cái túi màu vàng. Hồi bữa Ngọc nói với tất cả mọi người đó là mới đầu mình tặng màu đen ha, xong mới tới màu trắng. Bây giờ mình bổ sung thêm cái màu vàng cho nó đủ bộ luôn. Mới đầu là hình có mình Ngọc, ha, cái bắt đầu tới Ngọc với Chay. Mình để nhảy thêm người nữa là có tới chồng Ngọc nữa. Sẵn khoe với cả nhà cái này luôn nè cả nhà ơi. Đây là cái hộp này, mua một nhị hoa nghệ tây là Ngọc sẽ bỏ vô đây ha, có hình Ngọc ha. Còn cái này là mua mỹ phẩm nè, là có cái hình Ngọc, rồi có số hotline, có cái vỏ đàng hoàng, nhìn dễ thương quá ha mọi người ha. Dễ thương không chứ Ngọc thấy dễ thương tại vì hình Ngọc ở trên đó. Mình là mình phải khen mình ha, chứ đâu ai khen mình đâu, ai cũng chê hết trơn. Đó, anh Châu là bây giờ là qua là chuẩn bị là ship hàng cho Ngọc nè. Có sa tế của bà ngoại chay nữa, nay ship sa tế nữa. Chính chắc ngày mai là ship sa tế ha, làm sa tế ha. Rồi sáng đi một cử rồi, cái này là cử trưa. Con cháu ruột này đang ngồi, đang ăn nga. Đây là cái mứt dừa là được chiết xuất từ nhị hoa nghệ tây phải không? Để Ngọc Ba ăn thử coi. Ngon. Mứt dừa này đặc biệt nha ông bà cô chú. Mứt dừa này là Ngọc đặt từ Bến Tre về làm luôn á, tặng cho ông bà cô chú là mình phải tặng hàng ngon rồi đàng hoàng. Mứt dừa Bến Tre. Đi sao? Dẫn mẹ Sáu với Mười đi ra xem cái nhà mà từ bữa giờ xây mà sao? Hôm qua giờ con về sáng giờ con cũng chưa ra luôn. Nên từ giờ thôi mẹ Sáu với Mười đi ra coi chung cho vui. Cái nhà mà hồi bữa mấy tháng trước Ngọc với lại ba về á. Cái xây rồi giờ dẫn mọi người đi xem coi nó đã tới đâu rồi làm sao ha. Đây đó, thương lắm á. Giờ còn mẹ Sáu đây nè, nó mẹ Sáu giờ hả, nói chung là giờ thương mẹ Sáu nhất nhà. Tại mẹ Sáu bơ vơ cô đơn, cuối cùng là tình bơ vơ không cô đơn rồi, cô đơn nỗi đau cõi đời gì đó, lạc lõng như vô tình đó. Trời ơi, cái vườn hoa này là cũng hoa nở rồi dữ ha chị, này cái bữa giờ làm ăn cũng được nè, hoa quá trời đẹp luôn nè. Có mấy cây tắc nè, mấy cây nè mà tết chưng nha, nói vậy nữa.
À đây, trời ơi, từ hồi bữa giờ hôm qua giờ con về con mới thấy mày sao. Cho thuê nhà nguyên căn nè. Rồi Tùng đứng đó đi, với Ngọc vô đây đi mọi người nè. Ngang 4m2, dài 31m. Số điện thoại anh bảo là 0904689788. À đó, là bây giờ mời mọi người vô tham quan cái căn nhà mới xây của hai anh em nha. À cái này cái nhôm này giống cái nhà anh Bảo nè. Ủa của nhà này không phải của mình đâu vậy? Đúng rồi. Ủa vì sao có ai gì trong đây quá trời hôm nay vậy? Là có người thuê rồi hả? Đâu cái đồ bên kia thuê. Ủa rồi không ai ra mở cửa cho mình hết vậy hả? Đúng rồi. Tăng gọi anh Bảo Tăng. Bảo ra nè. Rồi nhưng mà để ra đây Ngọc quay cho mọi người coi cái này. Mọi người nhớ không đâu ai mở cửa đâu. Ngày xưa đó là mọi người nhớ ở bên đây của Ngọc đó là cái phòng tập gym không? Nhưng mà bây giờ á là người ta đã trả nhà lại rồi, nên là bây giờ là đang thi công cái nhà này lại. Các bạn vui lắm khi mà trả phòng á là người ta đồ gì của người ta là người ta lấy đi hết luôn, từ cái mái nhà cho tới cái này cái kia cái nọ, lấy hết tất cả luôn. Vậy hả? Đem đi hết luôn. Rồi cái cuối cùng mình là nguyên một mảnh đất không, mình muốn cái nền không à? Mình muốn cái nền thôi à? Nhưng mà thôi kệ, của người ta ta lấy về sao vậy? Rồi cái bắt đầu bây giờ là dựng chính, bắt đầu tiếp tục thi công cái mặt bằng này cho Ngọc. Thì cái mặt bằng này đã có người mướn rồi đó hả? Nhưng mà cái mặt bằng bên kia mình mới xây là chưa có phải không? Ngang 4m2, dài 31m thôi, giờ quanh kia đi. Bên này có người mướn rồi. À, rồi chút bên này qua đây coi sao. Cái này á là người ta mướn bên đây, mà bây giờ á người ta đã dọn mặt bằng đi rồi đó, mình cho người ta đỡ để đỡ. À trời ơi, đây là cái người mướn nhà mình nè. Từ chừng nào xong rồi? Khoảng hết tuần này là mình xong rồi, người ta sẽ dọn qua. À người mướn nhà bên phòng tập gym á. Đúng rồi. Rồi ok, bây giờ đi bán vô. Bán gia dụng nè, sẵn giới thiệu luôn. À bán đồ chơi gia dụng mà, 39.000. Sỉ lẻ. Rồi cuối cùng mới bắt đầu tự nhiên cái vậy nhìn vô cái bây giờ mình không có được thấy rõ. Bây giờ lên lầu. Tùng quay hết rồi làm sao cho ông bà cô chú coi đi Tùng. Ngang 4m2, dài 31m nha. Đó, mọi người. Trong suốt vậy đó, để hàng cái này mà bỏ gia dụng làm cũng ngon đó nè. Này quá trời luôn nè. Tại vì bên kia thì họ cần một bàn quay nhanh mà có không kịp. Phải không? Ừ có không kịp, quay nhanh chậm chậm á. Rồi đó, cái đó là góp ý của 10 nha Tùng nha. Trời ơi con tức ghê luôn, hôm qua con đi máy bay á mà con không để ý á. Trời ơi, nói ngoài nghe nhỏ xíu à, cái video clip con tức dễ sợ luôn, tức mình. Ở sau là toilet nè. À sau này là có cái một cái giấy trời ở đây nè ha. Có cái toilet ở đây nữa. Cây cờ đồ luôn ngon cái đất nè. Dạ bố làm cho đang làm ra. Máy thôi hả? Đọt ra. À, phơi đồ đây là bên phơi đồ đây là bao khô luôn. Mười mấy nhà có vậy nè. Mà trong này mát ghê chứ. À, giờ là lên đến lầu. Lầu rồi thì cũng xuyên suốt. Phải không? Chà, rồi cái này là bắt đầu chay về là phải ra lượm chiếc xe đạp rồi chứ không gì hết trơn. Ở đây có một cái nhà vệ sinh cũng xuyên suốt dài dọc dài luôn. Quá trời xe đạp luôn ha. Được cái nó dài á mười ha. Dài. Cái này bán quán nó bán ngàn cũng ngon nữa. Có đồ ăn nhậu. Ông anh này ông bán đây có lý nè, ông mua thùng đá nè, mua cái đồ. Có niệm có đồ đó ha. Mướn nhà tự nhiên mốt qua mình ở quê mình có ơn gì mình lên ủng hộ gì bạn. Rồi vậy là chưa gì là thấy đắt rồi đó. Thấy đắt rồi đó. Có lý rồi đó. Chị em đồ con cháu. Rồi bán mấy cái thảm lau nhà nè. Bánh bông bánh nè, cũng có lý quá hả? Bán đó đủ thứ hết trơn này, đúng là tạp hóa luôn á. Rồi thì hai anh em của Ngọc cố gắng lắm, hai anh em cố gắng có thêm được một cái bên này nữa các bạn. Dạ cảm ơn mười. Giờ dẫn mọi người vô coi xem cái bên này nha. Cái căn này là liền kề với là cái căn phòng gym luôn, nên là hai anh em rất là cố gắng. Rồi cái căn này thì cô này đang bán dép nè. Ủa mà con nói qua, con nghe nói qua tới cô không bán nữa hả? À, ủa có bán lịch hả? À là vô con à ngồi nhà bán lịch. À mọi người muốn mua lịch lại ủng hộ cô kìa, có bán lịch. Nói chung là bán lịch là mình không có mặt bằng á. Dạ bán lịch mấy buổi tết hả cô hả? Thì cái nhà này là cô chú cô thuê bán dép hả? Mà con nghe nói là mà qua tết này mình không có thuê nữa chú.
Con nó bảo cho thuê thì thuê đó. Ờ, nếu anh bảo cho thuê là thuê tiếp hả? Ờ. Đó thì chú bán dép ra đủ thứ sơ đổi dép luôn nè. Mọi người mà muốn mua dép á trên đường Lê Đức Thọ hả? Lê Đức Thọ hả? Đúng rồi. Rồi là cứ ủng hộ dép, dài dép quá trời luôn, dép tổ ong rồi này kia nè. Vô đây thì có nhà ở hình như là chú đó. Dạ con chào cô. Khỏe không cô? Khỏe. Đang nghỉ trưa hả? Buôn bán vậy đó. À, rồi cái cổ ở đây luôn phải không? Ở đây luôn. Cái này thì nó cũng giống y chang như vậy, ngang 4m22 phải không? 4m, dài 30, 31m. Đó. Lần này là lần đầu tiên Ngọc vô luôn nè. Đúng rồi. À, cũng giống như cũng liền kề hết. Nhưng với nhau luôn. Người ta sửa lại thành giống cái căn nhà. À. Chứ mình bên kia cái này là người ta làm rồi, mình đúng rồi. Xây là dạng để cho thuê kinh doanh. Ừ. Để kinh doanh. Cũng là mấy lầu? Một lầu lửng thôi. Cũng lầu lửng y chang vậy đó. À. Lửng 2 phòng. Lên đó thì được 2 phòng. À. Để... À, bên đây là có một phòng nè. Phòng này phòng ngủ lớn quá hả? Dạ phòng. Đẹp hết. À, đằng sau này có thêm được, nếu mà bỏ thêm được cái niệm nữa được luôn nè. Nhà vệ sinh có đồ xong hết trơn. Cũng đây. À. Đây là lần đầu tiên Ngọc lên đây luôn á. Đây là thờ là cũng ghê kẹ. Cái này là phòng kế bên nè. Đó. Ngoài đây thì ngoài đây thì nhìn xuống đây thấy đằng trước. À, cái phòng này là phòng thờ mới đúng nè. Đây nè, phòng thờ là ngoài đây nè. Đó, người ta đó cho phòng thờ ở đây rồi, có đốt nhang đồ này kia đang thui kìa. Rồi từ đây á, từ đây là mình nhìn xuống ở dưới nè. Phòng quay xuống bên dưới rồi, nhìn hoành tráng dễ sợ không? Quá trời, quá trời hoành tráng không? Mày sao lần đầu tiên vô không mày sao hả? Tại cái này mình cũng mới lấy mà, mới lấy có 3 tuần chứ mấy. Mấy cái nhà bên kia là lấy một mái nhà đây mấy phòng. Cái này là nhà. Cái nhà. Cái này thành cái nhà, cái kia đó là tiền chế. Mình cho thuê để người ta làm. Còn này là cái nhà ở nè. Bằng nhau. Đó mọi người ơi, nếu như mà mọi người mà muốn ai mà muốn đang kinh doanh ra đây kia đó. Qua Tết. Qua Tết chứ còn bây giờ gần Tết rồi nên mình không có cho thuê gì được hết trơn. Ừ đúng rồi. Cái đôi màu đó là chú mang là khỏi sợ dơ luôn chú. Nhiêu tiền đó cô? Rồi nói hay trả 35 ngàn. 35 ngàn chú ơi. 35 ngàn mà mua hai đôi mình bớt còn 60. Còn nó giỡn á. Đúng rồi, đẹp á, đôi giỡn mà chú đi chạy xe là nó bền, nó chắc dữ lắm á chú. Rồi ok mọi người. Quay sơ sơ cho mọi người coi, giờ mình vô nhà để mình ăn trưa ha. Hồi nãy mà Ngọc có nói mà bán lịch đồ đó thì cái này là mặt bằng trước cửa nhà Ngọc. Đây là Ngọc để cho cô đó, để cô đứng cô bán lịch Tết. Bạn thấy lịch Tết không? Ở Việt Nam mình sắp tới Tết rồi nè. Đẹp ghê không? Cậu để không vậy đó. Ừ, cho cậu để không. Cho để không rồi gửi vào bên kia rồi để cô bán ở đây. Còn nghiệp không? Hai đứa đi xe xong đa khỏe vậy. Trời ơi xa quá ha. Xa rồi, thôi đi xa quá. Tắc Xuân nè. Cái này mà mẹ Ngọc mà có nhà mẹ Ngọc ham lắm. Ủa cái phòng này con nhớ ngày xưa người ta chuẩn bị làm phòng karaoke mà tới giờ chưa sửa xong luôn ha. Lâu thì cái chứ. Hey, dì Mười của Ngọc các bạn nhớ không? Dì Mười hứa là chiến sau, tại vì dì Mười Ngọc có kho thịt rất là ngon. Nên Ngọc nói là chiến này về lâu lắm rồi con không được ăn thịt kho của Mười làm. Nên là hả, Mười chiến này lên là Mười kho tư ở dưới Bình Dương xem lên á. Không biết có ăn gì mà lắp thịt kho thôi vậy, kho là kho cháu mình ăn. Cũng được cái bộ hả? Không biết làm gì vậy. Không biết làm gì hết trơn mà Mười Ngọc có một cái là đặc biệt kho thịt rất là ngon. Cái ghẻ thì sợ không lo được, chứ còn cái ba cái thịt này thì đâu cái ru hả? Không biết ru. Ồ mà Mười kho cái mùi, có cái mùi. Trời Mười kho đặc không phải biết sao, cái thịt kho trứng hay là mọi người, thịt kho rượu á, có cái mùi thịt. Như mẹ kho cũng ngon nhưng mà cái mùi không có cái mùi. Cũng chỉ dữ lắm đó chứ mà làm không tới. Ngon, đó cái này mới ngon nè, gân nè. Đó. Mình sợ mở cái mua cái này nè. Để mua để ra kêu ra mua đi mấy trái dưa leo đồ. Có mua rau mua cỏ đồ. Vậy là quá ngon mà. Cảm ơn Mười nhiều nha. Cái gì? Muốn ăn nữa, Mười coi nữa. Mấy sáu là có rau luộc nè. Này đậu lan. Đậu lan với cơm nè. Ủa bên hông á, hai bên hông á Mười. À. Còn đây là cô Út nè, cô Út là cô Út đang giúp cho gia đình Ngọc nè. Cái này gì cô Út?
có canh cải hả cô Út? À, cái này cô Út nấu hả? À, canh cải mà nấu với lại cái gì thanh cua đó, thanh cua giả đó. Ngon hay mày sao em? Lâu quá rồi mày sao cũng chưa ăn món này của Mười phải không? Đúng rồi. À, hai chị em kế nha chứ đâu có đời nào nghĩ tới vụ đó. Ừ, hồi nào giờ Mười tại vì muốn ăn thì có khi cũng bây giờ cũng ngon. Còn có khi gì mẹ khác kho mà khác không ngon kỳ quá. Tại vì ngày xưa đó là lúc mà còn nhỏ đó là con đi lên nhà Mười chơi nhiều. Lên chơi cũng có tuần lễ mới về Mười ha. Ở dưới quê á. Nên là Mười nấu hoài nên ăn lên ấy. Ăn lại cái gì không? Hả? Ngày xưa hả? Ngọc về đợt này ốm nha. Ốm không thấy con ngon tới nó không đi không? Dạ đẹp nha. Ốm không đợt trước. Tại vì biết sao không con bên trời đi về đây thì mình ăn nhiều. Ăn quá trời món ăn nó ngon. Thì mình về Mỹ lại cái con ăn ít lại ăn đúng theo cái sáng trưa chiều tối không ăn đồ dư á rồi vậy. Ốm thiệt con. Ốm da mặt đẹp hết chứ. Da mặt đẹp đúng đẹp. Cố gắng con ráng giữ hết chứ. Tại vì nếu mà da mặt con xấu rồi còn ông bà cô chú đâu mua mỹ phẩm. Bảo làm gì bảo. Không mà đúng hồi hồi Ngọc nó chưa bán nó chưa có sức kem của nó đâu có được như vậy. Mà bây giờ được vậy là tại cũng nhờ sức kem nó không nó đẹp. Thư hôm qua nó nói mẹ ơi, tóc mẹ nó hơi rụng nữa nha. Không xuống hình bảo vừa đưa vô nha. À vậy đó. Ước luôn hay bà Ngọc. Cái Thúy á. Chị Thúy á, chị Thúy á, chị Thúy á. À chị nói dạ, trời ơi. Út ơi, con uống thuốc ơi, không ngờ con mấy ngày cũng hết. Hết luôn. Hay, nó khen hay dữ lắm luôn. Mình nói á, nhiều khi á là mấy anh mấy chị trên YouTube á, chị mà nghĩ là người nhà mình nói không có nhưng mà thật sự là có thể. Không, toàn là thật, thật sự là cái thuốc rụng tóc này toàn người nhà với bạn bè thân thiết trong gia đình uống không? Không, ba nhiều khi biết sao không? Cô chú nhiều khi không biết. Đúng rồi. Không biết. Không biết. Rồi còn cái này là đồ hâm ba lăng. Tính ra là tính mua lẩu hay mua đồ về để mẹ Sáu đồ với mọi người đồ ăn. Nhưng mà Mười sẵn có đem cái này rồi Mười nói thôi mày thích rồi thôi để nấu cơm ăn. Nó thành ra đây ăn có món này chỉ canh với rau này ăn bình dân. Vậy là cũng quá ngon rồi. Cơm dạng cơm quê nhà mà. Con Út á, cái máy lạnh con trên đó nhớ đừng có tắt nha. Không thì tại vì con muốn máy lạnh là nó chạy 24/24 á, để con lên là nó mát, lên nó mát á. Lên là tắt cái mình lên cái mình, nó mát cái mình thì có gì. Trời ơi, ngồi trên đó cái chờ ngồi vậy nè. Chờ. 20 phút sau. Con bự chứ. Bảo ơi bảo cái bàn chải đánh răng của Ngọc là con bảo nó đánh hết pin rồi bây giờ nó giục cục pin ở đâu rồi Ngọc tìm không ra. Trời đất ơi, nó lên phòng của nó lấy cái bàn chải đánh răng của con Mười nó về phòng nó đánh. Bây giờ con đụng vô hết bàn chải đánh răng pin con hết trơn rồi. Nó nói là của ông nội á. Trời ơi. Rồi, vậy là tao biết đứa nào đẩy là chiều nay về đi biết. Nó của ông nội là đem nó đánh á. Ông nội đánh cho nó cái đánh á. Rồi. Tụi lấy cái tô nhỏ này con múc cái thịt qua chăng. Ngon vậy ngon hả Mười Sáu ha. Một rồi chiều nay mày Sáu chơi chiều về luôn hả? Mày Sáu chiều không ngủ lại với con đêm hả? Ngày mốt mày Sáu lên ở con mấy bữa. Hả? À. Mười rảnh là giọt lên chơi. Chiều nay Mười cái môi Mười vô giường Mười làm để phân. Dạo này là mày Sáu là con thấy là bán quýt nhiều nè. Quýt bán nhiều nè, mày Sáu Ngọc là có vườn quýt nên là bán cũng nhiều. Giờ còn nhiều không? Có cần ai mua không? Cũng còn vườn mới mốt cũng có người mua con. À có người mua rồi hả? Về khỏi giới thiệu ha. Cái này mình tại vườn thì lái người ta tưởng mới lấy quen mới quen rồi tưởng thì tưởng chưa có ai mua giới thiệu cho mọi người tới mua. Đâu có giải cứu đâu. Thôi giải cứu quýt. Rồi ok thôi đợi chút đi, đợi xíu đang luộc mấy cái trứng cho nó ngon cái mình thả vô đây ăn. Rồi cái phân vài bữa cái xong mình lên chơi. Dạ, ok. Không cũng phải chạy lên. Nói chung con cũng phải chạy lên chứ, trời đất ơi. Con lên chứ. Để con về con xong xuôi sắp xếp công việc của con tại vì nhiều rồi. Đi chụp hình rồi này kia hết nọ. Chụp hình nữa. Chụp hình. Không chụp thì đẹp. Rồi công việc công đồ nữa. Bút hết trơn rồi. Về công việc mà cho nên nó đầy luôn. Mọi người nói sao về rút thăm trúng thưởng thì hả để mẹ với ba cũng được, con ở Mỹ ngồi rút cũng được. Mà mọi người đâu có biết là mình có nhiều cái công việc khác. Hả? Chứ còn đi trời ơi tội nghiệp con chay dữ lắm. Tội lắm. Khóc thì nó không khóc. Nó thì nó ít bao giờ khóc lắm. Nó vẽ hai cái trái tim, mỗi trái tim nó vẽ mỗi cái mặt. Một cái mặt buồn với một cái mặt vui. Thì bây giờ không có con ở đây đang sử dụng cái mặt buồn. Trời ơi. Chừng nào có con là nó sẽ sử dụng cái mặt vui tại vì mẹ đã về. Dạ hả? Buồn lắm. Tối ngủ cái nằm kéo cái mặt con lại như là hung. Mẹ Noel này con không có cần gì hết trơn á, con chỉ có cần có mẹ thôi.
Mày nói vậy đó. Không khóc, nó không khóc, nó mạnh mẽ lắm. Nó y con vậy đó. Bởi vậy thì Quynh á hả, mấy ngày nay gửi video, gửi hình đồ con nói thôi đừng gửi nữa. Gửi mất công, nhớ mất công. Thôi đừng gửi, đừng nữa gửi, đừng ấy gì nhiều hết trơn á. Ok, thôi con mời mẹ Sáu, con mời Mười nha. Mời mẹ Sáu. Mời Bảo, mời dạ. Mời mọi người nha. Mời mọi người. Cái mắm này ngon, cái này mắm cá cơm mà của 25 ngàn chai mà ngon. Hả? Ủa, này sao mắm chai vậy? Không, 25 ngàn chai. Chai á, một cái chai. Bởi rồi, mà sao lao nhớ cái này bằng hộp? Phải không? Không, là người ta bán không có cơm, khoái ăn à. Mời cả nhà. Con người bữa giờ hai vợ chồng em đâu làm được không? Dạ cũng được chị Ngọc. Tết á người ta đặt áo Tết. Wow, thử hương vị ngày xưa. Sao đó, con phải ăn cái đó trước chứ, sao ăn mắm trước được, bảo bậy. Bảo là mình hơi bị bậy rồi. Đúng rồi, phải ăn cái này trước chứ. Mà có cái trứng mà phải đè xuống cho nó thấm thịt. Rồi. Anh đây mình ăn mắm trước anh Bảo. Đúng không? Anh lâu lâu á, mà lâu lâu ăn cơm á, ăn cái này nè. Đúng không? Ăn mắm trước rồi. Là ăn hai ba chén luôn á. Có không? Mua ít khô cá dứa, có thơm. Cái miếng rau sống đậu lòng rồi đó. Cà pháo á. Không để vậy luôn à, con để dày cái con chấm con ăn không vậy. Trời mà không khoái. Ngon. Theo mẹ là phải để vô miếng đường. Để hơi mặn. Bên đó có một loại là người ta làm sẵn ngọt ngọt. Bảo là lâu quá mới có 10 bữa cơm trong hộp rồi phải không? Đúng rồi. Bữa giờ lâu rồi toàn là ăn cơm, một là ăn cơm hộp tiệm, hai là ăn không bên kia. Mẹ ăn cơm bảy ơi. Mẹ con coi mấy này chứ mẹ con ngon lắm. Nói gì nữa. Con khóc quá chứ bà giảng nè. Thấy mà ngồi coi là ngồi mỉm cười, nằm cái giỏng đung đưa coi mỉm cười. Khi mà thấy mẹ cân cái cân ba cân ăn mày kia bảnh mượn rồi mình mời cái ăn thân ta mày cười gì vậy mấy người bảy ăn thấy hết cười rồi cười đó mới thấy bà chồng cái ok đó mà nó biết cái cao kê nhà hay không hả nó thứ nhà bữa đó là hồi tối hả thấy không cấp bữa nào á không cái bữa mà quên cấp á thấy mới nào rồi chúng có đó bữa nào này có chú Dũng hôm qua mẹ cũng mới thấy nhưng mà mẹ biết bắt lâu rồi mày đậu lâu mấy chú quen á giờ qua chơi nào mình múc cho đây đây hoặc là cái trứng bể kìa hả ăn trứng bể hả luộc mấy cái trứng mà nôn ăn quá thành ra cái mày nói ở dưới buồn buồn á con về tranh thủ lên chơi với con rồi 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 cái vài tháng nữa mẹ với ba con về rồi nói vậy cũng lẹ ngập đi bảy mươi hai tháng bảy gì lẽ thứ bảy này con lên đây nữa nè. Chi vậy? Em lên chở hồ cá. Chở gì? Hồ cá. À. Nó làm thêm hồ cá mà. À, hồi bữa nay thấy hồ cá với lại mấy cái cây ở trong hồ cá đó. Nó làm cái đó hay thiệt chứ. Nó bán tiền không con. Đó thì cho người ta chơi á. Tại vì em biết không, một nghề nhiều lúc mình không có đủ thu nhập nên mình phải xin phương ra thêm nhiều nghề khác. Tính dài bữa nó đem đồ chợ bán rồi. Làm được gì làm. Ừ, nó chạy làm gì nắm. Ngày nào mình kiếm ra tiền, đàng hoàng, làm hết. Tại vì bây giờ em đang in mấy cái áo mà áo Tết á. Tết năm nay là Tết con mèo á. Rồi in mấy cái áo chủ đề Tết mà Tết xin về nhà là để về đó. Rất là nhiều hình. Bầu gối rồi đó. Đúng rồi. Để mấy vợ yếu đi em ngồi xảo thôi. Dạ đúng rồi. Đó là bình thường thôi, mình đem ra mình ngồi mướn mặt bằng vài chục ngàn. Chị Ngọc lên chồng la phụ cho. Được đó. Chủ đề Tết. Rồi hình. Rồi cho miếng cơm. Những cái câu nổi chén rồi. Những cái câu chữ rồi đó. Đây có cái miếng cơm hẳn nè. Ngon rồi, rất là ngon. Rồi lấy mấy cái mẫu áo. Mấy cái mẫu áo ra, bỏ cái máy in lên cái xe không ra. Ai ở đó ai cần in hình cái người ta bắn cho mình luôn. Ừ đúng rồi, đem theo áo rồi này kia hỏi giúp mọi người in hình gì hình gì đó. Chở thêm cái máy ra đâu có được ta. Vâng, mình in tại chỗ luôn được. Còn không chạy nhà, từ đó chạy nhà in cái đem ra 10 phút. Rồi cảm ơn cô. Thì nó tính vậy nè, nó tính như nó in như mẫu sẵn cái người ta hai ta nhiều khi người ta muốn in cái mẫu khác của mình thì mình nói á. Chạy nhà. Cái nào hai là hoặc mai mơi mình giao không được cái vụ gì á. Nhà ở đâu cho em xin liên hệ em giao. Đúng rồi, cứ vậy đó. Ở đó thì còn mấy người dân địa phương không à. Tương đó không à. Dưa leo thì ngon ghê không? Dưa leo non.
Ngọc ạc này là Ngọc. Góc không mười. Ừ. Tám kho thịt cũng ngon. Bá cháy lắm không? Ăn cái này thấy tết rồi. Lâu lắm rồi mới ăn. Mẹ bảy đi rồi. Từ tháng mấy ta? Từ năm 7. Mẹ đi ăn năm 7 cũng ăn. Mẹ đi không nè. Nào cũng muốn ăn nói đi, tắm mà nấu cũng được nữa. Mà làm nấu không có ngon mà kệ bảy thôi. Rồi chứ lại cũng làm biến nấu nữa. Đó điện thoại mẹ nấu. Thật sự là sáng. Sáng mà thấy không mà xuống mà thấy công việc lu bu không? Sáng là lu bu đơn từ này kia các thứ có bắt đầu cái sai ra anh. Bữa nào món cơm thì sai cho anh bạn, ví dụ như mua 7 miếng thịt về chiên hay kho cái rồi muốn canh cái rồi đó, chứ đâu có nấu cầu kỳ. Mà có mẹ thì ở nhà thì mẹ hay đi chợ sáng sớm đi chợ nấu cái này nấu kia. Ăn riết cũng ngán. Ngày bãi là đổi món liên tục luôn. Đổi ngày là món ngon á. Bởi vì Ngọc ở bãi mấy mẹ thì cũng ngon Ngọc. Quá ngon chứ cũng ngon. Ngon rồi đó là đó, bởi vì mẹ thì ăn đi ăn tiệm đồ thì ăn riết cũng ngon. Ơi như bỏ này xưa. Ê, bảo giờ nè. Có đầu bếp chính sáng vậy là tự động lo coi là tự động luôn à. Ăn gì là đi mua. Bữa cháo, bữa nó bánh canh. 10 trên đó thì 10 nấu ăn này có lúc cũng mấy đứa cũng nấu à. Ừ, nếu giờ 10 nấu. Không, mà giờ ra điên rồi. Hai đứa ra điên mà. Ví dụ mà giờ xuống nữa nè, bữa nào mình đi á. Không là ăn khỏi rồi ăn gì xưa. Mình đi nhà nấu rồi ăn đây bưng ra chai với đứa tầm ăn. Ừ. Tiện vậy. Thì cũng có món này rồi nấu thêm miếng cái rồi xách nút rồi mên đem vô. Cuối tuần thì bắt được cơm lên cái rồi. Hồi xưa mùa đi thì mùa mới làm đồ ăn sẵn này cho người. Giờ khỏi. Có dâu xài dâu, nhờ dâu. Mà cuối tuần giờ cũng khỏe nữa, muốn ăn gì cái tự nấu à. Hả, nó hay chứ hả? Cho ai mà biết nấu ăn không? Nấu ăn với làm bánh. Ủa, nó biết làm bánh nữa. Ai làm? Quý với Toàn. Hai làm luôn hả? Hai mùa đi cũng bánh gì? Bánh gì? Má thì bánh gì nó muốn bánh làm bánh gì cái nó lên mạng nó coi. Ngồi xuống ăn cơm đi cho ngon ơi. Rồi hôm đi cũng tận 3-6 giờ mà thấy cái chú Chiên hỏi Chiên này Chiên nào đấy. Con mới Chiên thì 8 giờ rồi nó còn Chiên á. Hả? Để anh nè, để anh xong rồi nè, anh xuống luôn nè. Rồi em qua đây ngồi ra chỗ ăn cho nó phải. Quá lâu rồi, cả nhà lâu lâu rồi, hai chồng mới có bàn ăn đông vui vậy. Ừ. Nè, chắc luôn, chắc ấy nè. Rồi anh xuống rồi nè, đợi anh 2 phút. Gì anh bảo? Gấp cho vợ. Em chờ được. Tại vợ đói. Ra liền. Em chờ được, em chờ được. Mùi kho thịt nữa thôi. Ừ. Chị Nhân, chị Nhân đảm bảo nào giờ chưa ăn thịt mùi kho luôn. Thịt mùi kho chứ. Còn ăn nè. Rồi. Thì tại khi nghĩ đâu có dịp lên tới đâu đâu. Rồi, đúng rồi. Rồi, các chị ấy quá làm dâu 7 năm mà nó buôn bán có 3 năm thôi. Rồi, lúc sau này ít lên hả? 4 năm trước là đi lang thang nhà 10 mét thôi. Nãy giờ đâu ạ? Làm. Hôm nay giờ làm à? Với lại bữa nay hàng lên quá trời nhiều lắm. Cô chú đặt quá trời. Nó ăn vậy là cũng no rồi đó. Ngon miệng. Ngon. Lâu cơm cũng ngon. Cảm ơn Mười đã tài trợ chương trình này nha. Rồi giờ cái về cái dì cháu mình ấy ngồi nói chuyện ấy đồ chơi tới chiều thôi. Trưa trưa cái con đi ra mua chú Chiên ra. Tối sáng mười đi rồi tấm chú Chiên nữa kìa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay. Hôm nay là vui lắm mọi người ơi. Về tới Việt Nam sum họp gia đình ăn uống một cái bữa cơm. Ghi hình lại video cho mọi người coi cũng như là ba mẹ Việt Nam ở bên Mỹ coi cho đỡ nhớ nhà ha. Thôi thì Ngọc xin chúc tất cả mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Ngọc sẽ tiếp tục quay và review nguyên cái chặng đường của Ngọc ở Việt Nam trong thời gian tới cho mọi người cùng xem. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha. Bye bye mọi người. Bye bye cả nhà.